gạt các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Đánh giá chạy lực Racer Boy bao rẻ, siêu bền nhưng rất đẹp. Với những đánh giá về cái dòng chạy lực Racer Boy là từ bản thân của riêng mình đã trải nghiệm qua cái dòng sản phẩm này. Nếu có sai chưa đúng chỗ nào, mong được các bạn hãy góp ý bằng cái phần comment bên dưới. Chạy lực sẽ có 4 màu sắc chủ đạo: đỏ, vàng, đen và bạc, đi cùng với mức giá không quá 1,5 triệu, chưa bao gồm những chi phí làm phát cho từng dòng xe. Sẽ có hai cái size chính là khoảng 80m dùng để bắt trên các cổ xe và 110m dùng để kẹp ngay các phần khung sườn. Đây là những thông tin chung mình tóm tắt chỉ cần biết về cái bộ dòng chạy lực của Racer Boy. Phải nói về kinh tế nhé, để đảm bảo một điều luôn, với cái số tiền bạn bỏ ra chưa tới 2 triệu đồng, nhưng các bạn có thể trang bị lên một chiếc xe của mình một cây chạy lực với đủ nhiều hiệu năng, thiết kế đẹp tương tự như các mẫu như Havaro, nhưng lại là hàng chính hãng, có bảo hành nguồn gốc rõ ràng, thì có thể là Racer Boy mà thôi. Khả năng tăng chỉnh, cái phần núm được thiết kế nằm đưa lên cũng rất là gọn gàng, rất dễ tăng chỉnh, kết hợp cùng với thiết kế những cái núm xay lớn giúp ta dễ dàng thao tác ngay khi xe đang vận hành. Vẫn khuyến khích các bạn nên dừng xe một chỗ để tăng chỉnh rồi vận hành tiếp nhé. Chờ lực Racer Boy sẽ có 22 nút chỉnh nặng khác nhau. Cứ mỗi cái nút chỉnh là một cái mức độ kiểm soát khác nhau của phần trợ lực. Và khi chỉnh ở mức độ cao nhất thì phần đầu xe dường như là rất là cứng và không thể xoay nổi. Về mặt cấu tạo, thân trợ lực của Racer Boy sẽ có vỏ bên ngoài bằng nhôm CNC, nên được thiết kế cái kiểu dáng nhìn cũng rất là chất thể thao, với nhiều chi tiết được chăm chút cũng rất là tỉ mỉ. Thiết kế cái phần phát giữ thân trợ lực là cái lò rời, nên bạn có thể tự do bắt cái núm tăng chỉnh bên trái hay bên phải, xoay lên xoay xuống tùy theo cái sở thích của bản thân. Và kết luận một điều, thật sự với tầm tiền khoảng 2 triệu đồng thì muốn độ một cái trợ lực cho con xe, thì hiệu Racer Boy là một cái tên bạn nên nghĩ trong đầu tiên. Giá của nó chỉ cao hơn các dòng trợ lực pha ke một chút thôi, nhưng trên thị trường thì em ấy rất là đẹp và chất lượng rất cao và rất bền, đồng thời có thể chế độ bảo hành rất là tốt vì thương hiệu nó rất là rõ ràng, hàng chính hãng nữa. X1R phá cách trên hơi thở của Yamaha L6. Cái chiếc Yamaha X1R sử dụng chung cái động cơ khung gầm vốn với chiếc Yamaha X-Ster 154 số. Khác biệt hoàn toàn so với X-Ster chính là cái kiểu dáng nổi bật và cái cụm đèn pha trước mặt nạ như cái kiểu Novo 2 di động trần thể thao. Cái dòng xe này không được nhập Việt Nam nên các tay chơi xe đam mê phải order cái dàn áo và chế thêm lên cái mẫu X-Ster 5 để thỏa mãn cái niềm đam mê của mình. Trên thực tế, chiếc xe thuộc dòng là X-Ster 155 số, nhưng được chủ xe đổi dàn áo X1R để chế lên cái sườn của những dòng là X-Ster 155, thì chủ nhân của nó phải chấp nhận cắt bỏ các phát sắt zin, sau đó chấm hàng lại những cái phát theo đúng cái dàn ốc của áo X1R. Phần ghi đông chỉ cần là hạ xuống và câu điện đèn xuống là ổn ngay. Trang bị cặp đèn trợ sáng, đây là một cái trợ thủ rất là cần thiết cho những chủ xe muốn chinh phục những cái cung đường đêm thiếu ánh sáng. Bên cạnh đó, cụm công tắc Henwist được tích hợp rất nhiều cái nút tha hồ chủ xe chế cháo và những chức năng phụ thêm cho xe, và không cần đau đầu vì ở vị trí chế công tắc. Trang bị đồng hồ Casio ASN nằm lộ thiên ở ngoài, phong cách này được áp dụng trên những mẫu xe Rush chạy trường. Họ phải núp gió nên vị trí của họ đồng hồ kiểm soát tua máy để dễ sang số. Dàn chân trước được trang bị dầu Morin, một thương hiệu tính từ Thái, rất được em chơi xe Việt Nam ưa dụng. Trang bị heo dầu Rambo lớn 2 bit đã xứng bắt vào giỏ buộc thông qua một phát heo được làm bằng chất liệu CNC, tạo hình vô cùng sắc nét. Sử dụng cái đĩa chai Yes ở trước, bên cạnh đó còn có một cái mắt đọc km/h của Casio nói trên. Trang bị heo dầu Rambo logo nhỏ ở phía sau được làm cái phát xoay ngược xuống dưới tự những dòng phân cơ lớn thật thụ. Cái kiểu phát này là vô cùng mắc khi ta làm tầm khoảng là 1,000 đến 1,5 triệu. Chú heo dầu cũng được cố định vào phát bằng hai chốc rô ti. Như tiêu đề mà nó đến thì chiếc xe dùng là cái bô của L6, đem cho em nó tướng hình là to lớn, hầm hổ hơn. Tuy nhiên, các xe cũng phải làm lái lại chút xíu mới để dùng cái dòng bô này. Tuy nhiên, do không tìm được cái mâm zin của X1R nên chủ xe dùng là mâm chai Yes, thay thế cho kiểu dáng là mâm của hai cái dòng gần như là giống nhau, chỉ khác đặc điểm của nó là nhỏ và kích thước là bản mâm chai Yes nhỏ hơn
so với X1R. Cảm ơn bạn giúp này là cái tiếp, nhớ like, subscribe.